Hello hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng và khám phá nhanh em Lexus LX 570 phiên bản Super Sport và được trang bị gói độ MBS Autobio các bạn nhé. Đó, đây là chiếc Lexus LX 570 đời 2021 của phiên bản Super Sport với cái lưới tản nhiệt kiểu mới các bạn này, lưới tản nhiệt khác biệt so với LX 570 đời cũ các bạn nhé. Đó, các bạn thể quan sát này. Với lưới tản nhiệt kiểu mới này thì mình cũng đã từng quay một chiếc LX 570 phiên bản Super Sport đời là phiên bản tiêu chuẩn với 3 hàng ghế thông thường rồi. Còn hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn chiếc Super Sport phiên bản độ MBS Autobio với 4 chỗ ngồi các bạn nhé. Và cả 4 ghế đều đã được làm lại các chức năng, các tính năng khác biệt so với một chiếc tiêu chuẩn. Đó, đây thì các bạn nhìn này, lưới tản nhiệt kiểu mới. Nó không còn cái dạng kiểu ở ma trận như ngày trước nữa, mà bây giờ nó sẽ là những cái nan nhỏ nhỏ như này và nó có màu xám các bạn nhé. Đó, kiểu lưới tản nhiệt mới thì trông nó khác biệt so với đời cũ rồi. Và đây, cụm đèn pha thì nó vẫn được làm quen thuộc của LX 570 từ đời 2015-2016 đến giờ với một dải đèn LED hình chữ L. Đó, chữ L cách điệu là đèn LED định vị. Và bên trong là cụm 3 bóng LED cỡ lớn các bạn nhé, 3 cái bóng LED cỡ lớn rất là quen thuộc của LX 570. Và cái cụm đèn pha này thì cũng được thiết kế liền khối với cái cụm lưới tản nhiệt để hình con suốt các bạn nhé. Và bên ngoài ốp kim loại mạ chrome. Đó, các bạn nhìn thấy phần đầu xe này, bản LX 570 Super Sport thì nó gấu hơn rất nhiều luôn. Tiếp theo này, ở phần ngang chúng ta sẽ có cái gì khác biệt không? Bộ mâm vẫn là bộ mâm cỡ lớn với 10 chấu quen thuộc của LX 570 các bạn ạ. Chiếc này thì không được trang bị bộ mâm khác biệt. Đây các bạn này, đó, bộ mâm trên chiếc LX 570 phiên bản Super Sport đời 2021 thì nó cũng có thêm một cái logo LX 570 đây, nẹp tại cột A. Nó giống như cái logo V8 Biturbo trên những chiếc G63 AMG các bạn. Bật lên xuống gắn cố định hai bên và có dòng chữ Super Sport đây các bạn nhé. Đó, có dòng chữ Super Sport này. Ốp sườn là kim loại sơn đen và có bật lên xuống gắn cố định. Gương chiếu hậu cũng được sơn đen tích hợp dải đèn LED bao rẽ các bạn này. Gương chiếu hậu cũng được sơn đen nhé. Đó, đây là phần ngang của chiếc LX 570 này, chiếc SUV cỡ lớn của Lexus. Và có 3 hàng ghế, tuy nhiên với phiên bản Super Sport độ MBS thì nó chỉ còn 2 hàng ghế thôi. Và độ thất bên trong nó cũng được làm lại rất nhiều. Một chút nữa anh em sẽ cùng vào chiêm ngưỡng xem nó khác biệt như thế nào các bạn nhé. Đây là phần đuôi này các bạn này. Phần đuôi thì đây, cái cản sau được làm khác so với LX 570 bản thường. Cái cản sau thì nó được sơn đen và có thêm những cái chi tiết nhỏ đây các bạn này. Đó, chi tiết nhỏ khác biệt này. Ở phía dưới là bánh dự phòng các bạn nhé. Bánh dự phòng gắn ở dưới gầm. Chỗ này thì có logo của MBS, đó, thương hiệu độ MBS khá là nổi tiếng trên những chiếc Toyota Land Cruiser hay là Lexus LX 570. Bên này thì có logo LX 570S và chính giữa là dòng chữ Super Sport kèm theo hai cái nẹp kim loại bên ngoài và chính giữa có những cái logo màu đen. Đó, đó là phần đuôi của chiếc Lexus LX 570. Tổng thể thì nó vẫn thiết kế quen thuộc. Tuy nhiên có một số điểm mới mà mình vừa chia sẻ với các bạn đấy. Cái cụm đèn hậu thì vẫn là chữ L cách điệu và bên trong là thiết kế tinh thể 3D nhìn khá là ấn tượng. Trên này thì có một cái nẹp kim loại mạ chrome. Có cánh đứt gió trên mùi này các bạn này. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về ngoại thất của chiếc Lexus LX 570 phiên bản Super Sport độ MBS đời 2021 các bạn nhé. Độ MBS đời 2021. Đó, đang đỗ tại Sơn Tùng Auto. Chiếc này thì được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội đưa về. Còn bây giờ thì anh em sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của chiếc LX 570 phiên bản Super Sport này xem nó có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá nội thất của chiếc LX 570 phiên bản độ MBS 2021 này các bạn nhé. Đây là phiên bản Super Sport. Đời Super Sport đời 2021 thì cửa cũng đã được trang bị cửa hit các bạn này. Đó, cửa hit các bạn nhé. Đó, hit rất là nhẹ nhàng luôn. Nẹp kim loại chrome tại cái tay nắm cửa này, các bạn có thể mở ra một cách dễ dàng. Ở đây thì chúng ta sẽ có rèm che nắng chỉnh cơ, các bạn có thể đóng mở cơ ở đây. Mình sẽ mở ra để cho lấy ánh sáng nó đẹp hơn. Và phía dưới thì chúng ta có chất liệu da, da bọc cao cấp. Và đây là loại da đã được MBS bọc lại rồi các bạn nhé. MBS thì đã bỏ hết các loại da cũ ở trên LX 570 phiên bản Super Sport thường rồi, để bọc lại một chất liệu mới và có những cái đường chỉ này các bạn này, đường chỉ khâu đan sen này, trông nó trông có vẻ tinh tế hơn, thủ công hơn, mỹ nghệ hơn các bạn nhỉ. Ở phía trên thì có ốp gỗ bóng các bạn nhé, ốp gỗ tự nhiên và phủ bóng, bóng rất là nhiều luôn. Phía dưới thì có một cái nẹp kim loại này. Đó, đây là màng loa, loa của Lexus LX 570 phiên bản Super Sport là loa Mark Levinson các bạn nhé. Đây, cái màng loa Mark Levinson phía dưới này các bạn này. Đó, super round luôn.
thảm lót sàn cũng là của MBS các bạn này. Và đây là cái sự khác biệt trên phiên bản độ này. Đó, LX 570 phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có 3 hàng ghế, còn LX 570 được độ bởi MBS phiên bản Autobio thì sẽ chỉ có 2 hàng ghế thôi, và hàng ghế sau đấy các bạn này là hai vị trí ngồi dành cho ông chủ cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn ạ. Được độ lại cực kỳ đẳng cấp với hai ghế ngồi riêng biệt và có cụm điều khiển ở chính giữa các bạn nhé, với rất nhiều những cái tính năng khác biệt so với LX 570 phiên bản thông thường. Đây là cái ghế ngồi mới trên LX 570 phiên bản Super Sport độ MBS các bạn này. Đó, ghế ngồi cực chất luôn các bạn này. Thành ghế to, dày và có massage này, có đục lỗ thông hơi, có sấy sưởi này, logo MBS đấy các bạn này. Thêm một cái tựa đầu mềm ở đây các bạn nhé, tựa đầu bằng vải rất là mềm đây, như trên những chiếc Maybach các bạn. Đó, ghế ngồi thì thiết kế cực chất luôn, hai cái thành ghế to này các bạn này. Và trong những cái này cũng là các cái chi tiết để hỗ trợ cái công nghệ massage các bạn nhé, cực kỳ đẹp luôn này. Đó, ghế ngồi đục lỗ thông hơi và may đan chéo hình quả chám này. Đây là ghế kiểu mới của MBS độ lại rồi các bạn nhé. Đây các bạn nhé, ở phía dưới thì chúng ta có cả đệm các bạn này, đệm bắp đùi chỉnh điện đây các bạn, nâng lên này như trên những chiếc Maybach hay là Range Rover SV Autobiography thì cũng có mấy cái này các bạn này. Đó, ghế ngồi trên phiên bản độ này cũng được chỉnh điện đa hướng và nó khác so với loại chỉnh cơ trên Lexus LX 570 nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, chỉnh điện và đây có dòng chữ Autobiography này, Autobio như trên những chiếc Range Rover luôn. Đó các bạn, ghế ngồi được thiết kế thành đây, phần dưới được chia làm 3 lớp này, có thể chỉnh điện khác biệt này. Và đây sự khác biệt nữa tiếp theo xuất hiện đây các bạn này. Đó, cái cụm điều khiển ghế ngồi chỉnh điện cũng như sấy sưởi thông hơi và massage nằm ở đây này các bạn này. Cái cụm này các bạn, hai bên ghế đều có, thậm chí là cả 4 ghế đều được trang bị thêm một cái cụm điều chỉnh này các bạn nhé, cực kỳ tiện nghi luôn. Mình sẽ bước lên trên để xem nó còn cái gì khác biệt không. Đây, ở vị trí chính giữa là chúng ta sẽ có thêm một cái cụm điều khiển để ngăn chia hai ghế ở hàng ghế sau ra. Ở đây thì chúng ta có cụm điều chỉnh điều hòa và gió với hai hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở phía sau, và cũng có thể điều chỉnh gió auto hay là các nấc khác nhau ở đây các bạn nhé. Phía dưới này có bề mặt ốp gỗ và chúng ta sẽ có hai cái khay để cốc. Còn ở phía dưới này, dưới cái bệ tì tay rất là mềm và êm này, chúng ta sẽ có một cái ngăn để đồ nữa. Đây các bạn này, có một cái ngăn để đồ nữa ở đây. Đó các bạn nhìn, có một cái điều khiển này, điều khiển màn hình, có lẽ là điều khiển cho cái màn hình, hai cái màn hình phía trên. Một cái ngăn để đồ với hai cổng sạc USB dạng 5V. Oh, có một cái điều khiển, không biết là đây là cái điều khiển gì anh em nhỉ. Cái này có lẽ là mình nghĩ là đây các bạn này. Đây là cái cụm điều khiển để điều khiển cái bầu trời sao ở trên này. Các bạn có thể thay đổi màu. Các bạn có thể thay đổi màu thông qua cái cụm điều khiển này các bạn ạ. Đó. Thôi, bỏ qua cái chi tiết này. Ở đây thì chúng ta có một chi tiết ốp gỗ và có dòng chữ Autobiography. Nếu như mình nghĩ thay thế cái này bằng một cái tủ lạnh mini ở đây thì nó sẽ tiện lợi hơn cho các đại gia có thể dùng những chai nước lạnh hay là những chai rượu lạnh để đây các bạn nhỉ. Đây là toàn bộ cái ghế ngồi ở phía sau các bạn này, phong cách cực chất luôn. Và khi các bạn ngả sâu ra ấy, và nâng cái đệm bắp đùi lên thì chúng ta sẽ có một cái ghế massage di động dành cho các đại gia thư giãn khi di chuyển đường dài các bạn nhé. Ngoài cái ghế mới và cái cụm điều khiển ở giữa này thì mỗi đại gia sẽ có một cái màn hình giải trí cỡ lớn dạng cảm ứng ở đây. Đó, gắn tại tựa lưng hàng ghế trước các bạn nhé. Mỗi bên sẽ có một cái như này. Và khi chúng ta ngồi một cách thoải mái thì đây các bạn này, không gian rất là rộng luôn. Đó các bạn thấy không? Và rất rất nhiều tiện nghi dành cho các đại gia ở phía sau này các bạn này. Đó, với LX 570 phiên bản độ MBS thì chúng ta sẽ đi được 4 người. Và phía sau các bạn nhé, có một không gian chứa đồ rất rộng rãi với các bộ gôn và vali để đi những chuyến đánh gôn xa, những chuyến công tác dài ngày trên chiếc LX 570 với một mẫu xe được mệnh danh là chuyên cơ mặt đất các bạn nhé. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời các bạn này, cửa sổ trời dành cho khoang lái, và đây là tổng thể khoang cabin mà bây giờ anh em ta sẽ lên và khám phá xem nó có cái gì khác biệt các bạn nhé. Tổng thể cái khoang cabin của chiếc LX 570 phiên bản Super Sport độ MBS đời 2021 này thì nó vẫn tương tự như một chiếc LX 570 tiêu chuẩn. Cửa thì trên dưới đều là cửa hít, bật lên xuống gắn cố định hai bên. Bọc da này, ốp gỗ này. Nhớ 3 vị trí cho ghế lái các bạn này, nhớ 3 vị trí cho ghế lái các bạn nhé. Loa Mark Levinson này. Đây là cái ghế trước này, với chỉnh điện đa hướng này, có trượt lên trượt xuống một cách tiện dụng luôn. Cũng có cái đệm bắp đùi này. Như mình đã nói ở phía dưới thì toàn bộ cái ghế này đã được MBS độ lại rồi các bạn nhé.
toàn bộ hai cái ghế này, hai ghế trước, hai ghế sau đều đã được MBS độ lại, thay ra và bổ sung thêm những cái tính năng thư giãn như massage, sấy sưởi, thông hơi, rất là đẳng cấp luôn. Đây các bạn này, đục lỗ thông hơi và các chi tiết may hình quả chám này, đục lỗ ở giữa này, rất tinh tế. Và cái thành ghế các bạn nhìn nhớ, cái thành ghế cũng được đục lỗ và nó làm rất to bản luôn. Ở đây các bạn nhìn này, ngay cả cái tựa đầu cũng được đục lỗ này, tựa đầu cũng được đục lỗ các bạn nhé, đục lỗ thông hơi rất chất luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên phía trước xem có gì đặc biệt. Wow, đây là tổng thể khoang cabin của chiếc Lynx 570. Nó vẫn rất quen thuộc tôi. Phiên bản này thì cũng được được trang bị vô lăng tròn, bọc da và ốp gỗ bóng ba chấu, tích hợp những cái phím bấm rất cơ bản này. Ở phía sau vô lăng thì chúng ta vẫn có những cái đồng hồ quen thuộc, hai cái đồng hồ analog cỡ lớn, một bên là tốc độ, bên là vòng tua, những cái đồng hồ nhỏ xung quanh. Và chính giữa thì có một cái màn hình điện tử nhỏ, đây đây các bạn này. Đó, nó hiển thị màn hình điện tử nhỏ. Không biết là có lẽ là trong đời 2022 hoàn toàn mới thì mình nghĩ là Lynx 570 sẽ có một cái cụm màn hình điện tử full ở phía sau các bạn. Ở vị trí trung tâm khoang cabin vẫn là cái bầu màn hình 12 của anh đặt nổi đây. Sau 6 năm thì Lynx 570 vẫn không thay đổi và vẫn là một cái màn hình đặt nổi như thế này. Có lẽ là đời mới thì mình nghĩ nó sẽ được làm dạng khác, một dạng điện tử đẹp hơn. Cũng có thể là dùng công nghệ OLED như trên những chiếc Mac mới hay là những chiếc Cadillac Escalade. Bởi vì cái màn hình kiểu như này thì nó cũng khá là cũ rồi. Có lẽ là phải nâng cấp lên một cái đời mới, hoàn toàn mới, nó xứng đáng với cái biệt danh chuyên cơ mặt đất và một mẫu xe có giá bán gần 10 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ốp gỗ các bạn này, những cái chất liệu gỗ này, nút khởi động start stop ở đây, có đồng hồ cơ logo Lexus ở bên trong, cửa gió điều hòa tinh tế đặt ở hai bên này. Và cái cụm điều khiển này thì nó vẫn rất giống với đời cũ thôi. Ngay cả trên phiên bản Lynx 570 Super Sport hay là độ MBS thì những cái cụm này nó vẫn không thay đổi. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở phía trước, những cái tinh chỉnh lượng gió này, hướng gió, lấy gió trong, lấy gió ngoài, radio, media hay là những cái phím tắt thì nó vẫn rất là quen thuộc luôn. Logo của loa Mark Levinson rất lớn ở đây. Ở phía dưới này thì chúng ta có bề mặt ốp gỗ bóng này, hai khay để cốc này, phanh tay điện tử ở bên này này, chìa khóa của Lynx 570 Super Sport. Đọc cái chữ Super Sport nhiều mà nó líu hết cả lưỡi luôn. Nghe thì Super Sport, tuy nhiên thực tế thì nó lại không khác biệt gì nhiều về mặt hiệu suất các bạn. Trong này có cái gì nào? Trong này là có cổng sạc, có một cái đế sạc dành cho điện thoại thông minh các bạn nhé, đế sạc không dây dành cho điện thoại thông minh này. Đó, đặt khá là ẩn. Có một cái cổng sạc dạng tàu thuốc ở đây. Những cái khe cắm kết nối ở bên này. Hai cổng USB và một cổng tròn. Các bạn không dùng thì các bạn đợi, nó nằm khá kín ở dưới góc này các bạn nhé. Nó nằm khá kín ở phía dưới cái cụm này. Cần số của Lynx 570 thiết kế rất là nhỏ nhắn ở đây. Còn cái cụm này thì có lẽ là trên rất nhiều đời Lynx 570 thì nó sẽ vẫn không thay đổi. Còn có lẽ chăng thì trong đời mới, đời 2022 thì nó sẽ thay đổi cái cụm này, thiết kế lại một chút và nó bổ sung thêm những cái tính năng. Ví dụ như chiếc này thì đây, có như công nghệ hỗ trợ off-road này, có khóa V-Sign trung tâm này. Với Land Cruiser đời mới thì nó có tận 3 vị trí khóa V-Sign, cầu trước, cầu sau và trung tâm. Còn có lẽ là Lynx 570 2022 thì cũng sẽ được trang bị những cái tính năng mới này. Có 3 chế độ lái này, Eco, Comfort này, Normal, Custom này, có Sport và Sport Plus này. Mỗi cái lại có 2 tùy chọn, nghĩa là thành 6 chế độ lái luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cụm điều chỉnh các điều kiện vận hành khác nhau, ví dụ như bùn này, lầy này, đá sỏi này, sa mạc này, vân vân. Ở đây thì chúng ta có cái nâng hạ gầm và chuyển đổi hai cầu nhanh, hai cầu chậm ở đây. Đó, toàn những cái công nghệ hỗ trợ off-road thôi. Hai bên thì chúng ta sẽ có những cái phím như sấy sửa, thông hơi và sưởi ghế ở đây nhá. Phía dưới này, phía dưới cái bệ tì tay gọi là siêu to khổng lồ ở đây, chúng ta sẽ có cái gì? Wow, phía dưới thì cũng là một cái hộc làm mát cũng rất lớn, để được khoảng 6 chai nước 500ml. Đây, coolbox các bạn này. Các bạn sẽ tắt bật cái coolbox này ở đây để chế độ thường hoặc là chế độ làm mát ở đây cũng được. Đó, rất lớn luôn. Phía trên thì có cửa sổ trời các bạn nhé, có cửa sổ trời này. Đó, đó là đây, các bạn nhìn quả ghế này, nhìn rất cục xúc luôn nhỉ, phong cách đậm chất Super Sport luôn. Đó, phong cách ghế ngồi làm rất là đẹp luôn, được MBS độ lại rồi, nó khác so với kiểu bọc da cũng như thiết kế thông thường của Lynx 570 tiêu chuẩn.
Đây các bạn có đục lỗ thông hơi ở tựa đầu luôn. Thôi có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc cái video đây. Chiếc này thì vẫn được trang bị động cơ V8 5.7 lít các bạn nhé. Với phiên bản nhập Trung Đông thì công suất của nó là 363. Còn với phiên bản nhập Mỹ thì công suất tối đa của nó là 383. Nó chênh nhau một chút ở các thị trường khác nhau. Ở Mỹ thì công suất nó lớn hơn. Với đời 2022 thì mình nghĩ là X570 cũng sẽ được trang bị động cơ V6 3.5 tăng áp giống như trên những chiếc Land Cruiser đời mới, công suất là 409 mã lực. Tuy nhiên với X570 thì có thể nó sẽ lên khoảng 450 đi cho nó mạnh mẽ. Đó. Chiếc này thì được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội nhập về. Giá bán thì đâu đó khoảng hơn 9 tỷ đồng. Cho những đại gia, những dân chơi nào yêu thích X570 phiên bản ít ghế nhưng lại sang trọng và cao cấp hơn. Ít ghế nhưng lại tiền lại đắt hơn các bạn nhé. Thôi có lẽ mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe, xe sang cũng như xe mới tại thị trường Việt Nam.